Trì danh niệm Phật lợi ích rất thù thắng. Chỉ ư trì niệm, đây chính là chấp trì danh hiệu mà trong Kinh Di Đà nói. Trong Kinh điển Đại Thừa dạy chúng ta buông bỏ tất cả. Tịnh Tông là Đại Thừa, chỉ có pháp môn này đặc biệt buông bỏ tất cả, chỉ nắm giữ danh hiệu trì danh. Trì danh tiến thêm một bước nữa là chuyên niệm, tiếp thêm một bước nữa là nhất hướng chuyên niệm. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Quán niệm pháp môn nói, đây là nói đến tất cả chúng sanh căn tánh bất đồng, có thượng căn, có trung căn, có hạ căn, là do nhiều đời kiếp trong quá khứ mọi người dụng công phu không giống nhau, nên công đức đạt được không tương đồng. Nhưng khi tùy căn tánh, bất luận là hàng thượng trung hay hạ căn, Đức Phật đều dạy quý vị chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Niệm bốn chữ hay niệm sáu chữ cũng được. Lúc Liên Trì Đại Sư còn tại thì, có đồng học định thỉnh giáo Ngài. Biết Ngài là người niệm Phật, đặc biệt là lúc cuối đời chuyên tu tịnh độ. Họ đến hỏi Ngài phương pháp niệm Phật như thế nào. Ngài nói, tôi niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Trong Kinh Di-đà nói, chấp trì danh hiệu. Danh hiệu tức là bốn chữ. Người ta hỏi, vậy Ngài dạy người khác thì sao? Ngài nói, tôi dạy người khác niệm sáu chữ, thêm chữ Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta hỏi, vì sao Ngài niệm bốn chữ, còn dạy người khác niệm sáu chữ? Điều này có gì không giống nhau? Đại sư nói, tôi đối với tịnh độ, đối với thế giới cực lạc, Phật A Di Đà thâm tín không nghi. Phát tâm quyết định cầu giảng sanh ngay trong đời này, nên tôi chỉ niệm bốn chữ, hoàn toàn nghe theo giáo huấn trong kinh điển. Kinh điển dạy tôi chấp trì danh hiệu. Danh hiệu tức A-di-đà Phật. Vì sao vậy người khác niệm sáu chữ? Người khác chưa chắc thật sự muốn giảng sanh thị giới cực lạc. Muốn giảng sanh là chỉ nói trên miệng, còn đối với thế gian này lại không buông được. Hay nói cách khác, họ không nhất định được giảng sanh, nên khuyên họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là ý gì? Nam Mô nghĩa là quy y. Quy y Phật A Di Đà, quy mạng Phật A Di Đà, cũng có nghĩa là cung kính. Cung kính Phật A Di Đà, lời khách sáo.
Thật sự giáng sanh điều đó không cần khách khí. Những lời khách sáo này có thể miệng, nhất tâm chuyên niệm, thêm Nam Mô cũng là xen tạp. Quý vị xem chuyên này, chuyên đến trình độ nhất hướng chuyên niệm. Khai thị này của Liên Trì Đại Sư ý nghĩa rất thâm sâu, rất rộng, chúng ta phải tỉ mỉ để lãnh hội. Phải học như Ấn Quang Đại Sư, nhất tâm chuyên niệm, quyết định cầu sanh tịnh độ. Bên dưới giả thiết một vấn đáp. Vấn: ngũ chủng nhân duyên, chỉ ngũ niệm môn. Ngũ niệm môn ở sao sẽ nói đến? Giai thị tịnh nghiệp, hà đạt ư niệm Phật hạnh, duyên trị nhất hướng chi ngôn già. Ngũ niệm môn là Thiên Thân Bồ Tát đưa ra. Ngài đưa ra tu hành có năm môn. Thứ nhất là lễ bái, thứ hai là tán thán, thứ ba phát nguyện, thứ tư quan sát, thứ năm hồi hướng. Đây gọi là ngũ niệm môn. Người đưa ra vấn đề này hỏi: năm loại nhân duyên tất cả đều là tịnh nghiệp, vì sao đặc biệt đối với niệm Phật hành chuyên trị nhất hướng chi ngôn? Trì danh niệm Phật vì sao phải nhất hướng chuyên niệm? Đáp: điều này có ba nghĩa. Thứ nhất, vì chư hành, vì phỉ nhi thuyết, niệm Phật di lập nhi thuyết. Phỉ chính là buông bỏ. Vì sao vậy? Chúng ta nhất hướng chuyên niệm, chúng ta phải buông bỏ tất cả chư hành. Chư hành là gì? Tám vạn bốn ngàn pháp môn. Nếu thật sự buông bỏ, nói một cách cụ thể, thì tất cả kinh điển mà Đức Thế Tôn nói, chúng ta đều buông bỏ hết. Chỉ có một hướng, một mục tiêu, nỗ lực tinh tấn, không giải đại. Chúng ta đi một con đường, ý của nó nằm ở chỗ này. Khiến chúng ta chuyên tâm và có thể được tam muội. Sau khi được tam muội, quý vị có thể khai ngộ, nhất định giảng sanh. Ý nghĩa chính là ở đây. Vậy chúng ta niệm Phật, niệm Phật là
Di lập nhị thuyết, ngoài ra đều buông bỏ hết, chỉ lập pháp môn này. Chúng ta chỉ thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đây là nghĩa thứ nhất. Nhị, di trợ niệm Phật chi chánh nghiệp. Nhị thuyết chư hành chi trợ nghiệp. Trợ là hiệp trợ, giúp đỡ chúng ta. Niệm Phật là chánh nghiệp, chánh phụ song tu. Phải lấy niệm Phật làm mục tiêu tu chính. Còn trợ tu thì sao? Trợ tu giống như Ngài Liên Trì và Ngài Ngẫu Ích, suốt đời các ngài giáo hóa người khác cũng là tùy cơ giáo hóa, có khi thêm một vài hành động phụ, có khi không cần thiết. Niệm Phật là hành trì chính, hành trì phụ cũng là niệm Phật, chính phụ đều là niệm Phật. Điều này còn xem căn tánh như thế nào. Chánh phụ toàn là niệm Phật, đặc biệt dễ thành tựu. Đối với hạng người nào? Người tập khí phiền não nặng, hạ người ngu độn, họ học giáo lý không dễ lý giải, không bằng nhất tâm niệm Phật là tốt nhất. Thậm chí trì giới đối với họ mà nói đều khó khăn. Không cần trì giới vì niệm Phật, trì giới đều bao hàm trong niệm Phật. Niệm tốt danh hiệu Phật này, trong tâm chúng ta đều là Phật hiệu, như vậy làm sao có thể phạm giới? Đây gọi là đạo cộng giới. Trong niệm Phật đầy đủ tam học giới định tuệ, nên không cần làm thêm điều gì nữa. Xưa nay nhìn thấy hàng hạ căn, người ngu si, đến khi lâm chung thành tựu của họ, người thông minh cũng không sánh bằng. Người thông tông thông giáo cũng không được như họ. Điều này chúng ta đã thấy được. Đệ tử của Đế Nhàn Pháp Sư là một người thợ hàng. Ai coi thường ông ấy? Không biết chữ, không được đi học, nghe kinh không hiểu, cũng không biết tụng. Hòa thượng chỉ dạy ông một câu A-di-đà Phật, dạy ông nhất tâm chuyên niệm. Niệm 3 năm, quý vị thấy ông ta ra đi rất tự tại, biết trước giờ chết. Trước giảng sanh một ngày, vào thành thị thăm thân thích bằng hữu. Đó là gì? Từ biệt trước lúc ra đi. Ông không nói, chỉ đến thăm mọi người, nhưng thật sự là đến từ biệt. Qua ngày thứ hai ông ra đi, rớt tiêu sái nhẹ nhàng, người thông tông thông giáo cũng không thể sánh được.
Ở trước chúng tôi nhắc đến Pháp sư tu vô trong chùa Cực Lạc. Ở Cáp Nhĩ Tân, khi chưa xuất gia, thầy là người thợ hồ, cũng không biết chữ. Vì ấy cũng biết trước giờ chết, thân không tật bệnh, ra đi rất nhẹ nhàng tự tại, nói đi là đi. Sau cùng lưu lại một câu đáng để chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Nói được mà không làm được không phải thật trí huệ. Thầy đã lưu lại câu này. Hai người này đều coi là người xuất gia, cư sĩ tại gia cũng rất đáng nể. Khi tôi mới xuất gia, tôi vừa xuất gia liền dạy Phật học viện. Tôi dạy ở Phật Quang Sơn 10 tháng, gặp phải một vị. Trong một trấn nhỏ ở Đài Nam, có một bà lão niệm Phật. Niệm thời gian 3 năm, không dài. Tâm địa bà lương thiện, không hiểu Phật Pháp, nên thần gì cũng đều lạy hết, miếu gì bà cũng đều đến thắp hương. 3 năm trước, bà cưới vợ cho con trai. Người con dâu này hiểu Phật giáo. Cô ta khuyên mẹ chồng không nên đi khắp nơi lạy lung tung, nên thiết bàn Phật trong nhà. Ở nhà chuyên niệm Phật A-di-đà. Bà lão rất có thiện căn, nghe lời con dâu, nên không đi khắp nơi bái lạy nữa. Ở trong nhà thờ Tây Phương Tam Thánh, nên ở nhà lạy Phật niệm Phật. 3 năm sau đó đứng mà giảng sanh. Bà lão rất thông minh, sợ nói mình sắp giảng sanh người nhà sẽ ồn ào làm chướng ngại, nên bà không nói, không nói với người nhà. Bà ra đi vào buổi tối, lúc ăn cơm tối, bà nói với người nhà: các con ăn cơm trước, ta đi tắm một chút. Thực tế bà lo việc giảng sanh của mình. Thật đã tắm xong, tắm rất sạch sẽ và thay bộ quần áo mới. Phật đường nhỏ trong nhà, bà đứng trước bàn thờ Phật, mặt hướng về tượng Phật đứng giảng sanh. Con trai và con dâu đợi bà ăn cơm, đợi rất lâu không thấy bà ra, không biết là vì sao nên đi tìm bà. Trong phòng không có người, nhưng bà thật là mới vừa tắm xong. Tìm tiếp thì thấy bà đứng trước Phật đường, mặc áo quần rất tề chỉnh, tay cầm sâu chuỗi. Gọi bà không trả lời. Đến trước mặt xem kỹ thì bà đã giảng sanh. Bà đã ra đi không có gì phiền hà. Chuyện này phát sinh cách đây hơn 40 năm. 40 năm trước phát sinh câu chuyện này. Người trong trấn nhỏ đó đối với câu chuyện này đều nhớ như in. Tôi nhắc đến chuyện này, rất nhiều người đều biết. Họ nói với tôi đây là thật không phải giả. Đây là gì?
đây chính là biểu hiện thành tích nhất hướng chuyên niệm. Tam, dĩ niệm Phật nhi di chánh, dĩ chư hành nhi di bàn, của dân nhất hướng giả. Hạ thích kỳ nghĩa, nhất hướng chuyên niệm, hữu hạ tam nghĩa, nhất giả phế xả dư hành, chuyên lập niệm Phật. Đây là nghĩa thứ nhất. Tất cả các phương pháp tu hành khác đều không cần, tôi chỉ tiếp thu phương pháp này, nhất hướng chuyên niệm. Chúng tôi vừa mới đưa ra mấy trường hợp đều là nhất hướng chuyên niệm, thành tựu vô cùng thù thắng. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Chỉ đơn thuần một câu Phật hiệu, chỉ thâm nhập một môn, không xen tạp các pháp môn khác, chỉ đơn giản như vậy, nhưng người thợ hàn đã thành tựu. Tu Vô pháp sư đã thành tựu, bà lão ở Đài Nam cũng đã thành tựu. Tôi thấy được những người thành tựu rất nhiều đều tu phương pháp này. Chư hành câu phế, duy lập niệm Phật danh hiệu nhất pháp, thị danh nhất hướng chuyên niệm, nhị giả duy dĩ niệm Phật di chánh nghiệp, dĩ trợ thử chánh nghiệp, nhi tu chư hành. Niệm Phật di chủ, dư hành di trợ. Chủ nhiếp chư trợ, trợ tùy ư chủ, chủ trợ viên dung, đồng nhập di đà nhất thừa nguyện hải, cố diệt danh nhất hướng chuyên niệm giả. Khách và chủ phải phân rõ ràng. Như Liên Trì và Ngẫu Ích Đại Sư, họ đều rất rõ ràng thấu triệt, thậm chí đưa ra trì danh là chánh, và lại lấy trì danh làm phụ. Chánh phụ đều là nhất hướng chuyên niệm. Một số chúng sanh căn tánh lanh lợi, không phải không có, có. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chúng ta thấy được, và cũng nhìn thấy trong Cao Tăng Truyện, thấy được trong Tịnh Tông Lịch Đại Tổ Sư Lục. Họ có học Kinh Giáo Đại Thừa chăng? Học, học Hoa Nghiêm, học Thiên Thai, học Bát Nhã, dùng điều này để trợ hành. Nhưng trợ là trợ chủ tu, trợ chúng ta nhất hướng chuyên niệm, lấy nhất hướng chuyên niệm làm chủ. Trợ là trợ điều gì? Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín. Pháp môn này là pháp khóa tinh. Giúp chúng ta nhận thức được chân tướng sự thật. Trong Kinh Giáo nói thật tướng các pháp. Vì sao vậy? Vì nhận thức càng rõ ràng lại càng dễ buông bỏ. Nói cách khác, rất nhiều chướng ngại tự nhiên đột phá. Chướng ngại chính là không buông bỏ được,
Buông không được chính là không hiểu thật tướng các pháp, luôn cho rằng những gì trước mắt đều là thật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy, nên còn hoài nghi. Đây chính là cần kinh giáo để giúp đỡ, kinh điển giúp đỡ chúng ta. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này rất hay. Đại kinh, cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, Quan Niệm Tổ chú giải, chúng ta cùng nhau học tập, đem tâm đắc học tập để chia sẻ với mọi người. Chúng ta gọi nó là diễn nghĩa. Những điều này đều giúp chúng ta nhận thức về thế giới cực lạc, nhận thức về Phật A-di-đà, cũng để nhận thức thế giới ta bà. Chúng ta đối với pháp môn này, đối với phương pháp nhất hướng chuyên niệm này, thâm tín không hoài nghi, nhất tâm chuyên niệm, nhất định cầu sanh tịnh độ, những thứ muốn học đều buông bỏ hết, định thế giới cực lạc học. Thích thứ này cũng không sao, tạm thời buông bỏ. Đến thế giới cực lạc trước, đến thế giới cực lạc chúng ta có thời gian, có thầy giỏi, có bạn tốt. Trong các bạn đồng học có người chuyên môn tu học pháp môn này, tu tâm tánh, tu pháp tướng, tu duy thức, có thầy chuyên môn, chúng ta mới có năng lực tìm được. Học điều gì cũng không chướng ngại. Thọ mạng dài, không như ở đây thọ mạng có hạn. Lấy thọ mạng có hạn học Phật pháp vô hạn, làm sao có thể thành tựu được? Không cách nào thành tựu được. Chỉ có thế giới cực lạc đầu tiên đạt được đức thứ nhất. Đức thứ nhất của Tịnh Tông là vô lượng thọ, thọ mạng lâu dài. Cho nên quý vị có thời gian tu học, hướng gì ở thế giới cực lạc giống như đi học vậy. Ngày ngày trong giảng đường, lúc nào cũng học tập rất tinh tấn, không có khi nào bị gián đoạn.